Kính chào quý khán giả đang theo dõi chuyên đề người lao động trên kênh thông tin truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị và các bạn, giải thưởng Nguyễn Văn Linh là phần thưởng cao quý của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng cho các cán bộ công đoàn các cấp có thành tích đặc biệt xuất sắc tiêu biểu trong lao động, công tác và thực hiện nhiệm vụ được giao. Có nhiều sáng kiến sáng tạo giải pháp được ứng dụng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín và ảnh hưởng sâu rộng, được đoàn viên, người lao động tin tưởng, tín nhiệm. Vâng, vào sáng ngày 28 tháng 7 năm 2024 tại thủ đô Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao tặng giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ tư, biểu dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu toàn quốc lần thứ năm và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 đã xác định xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là một trong ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ. Chương trình đã vinh danh những tấm gương chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu đến từ khắp mọi miền đất nước trong các ngành nghề, lĩnh vực. Đưa ra nhiều cái sáng kiến, đổi mới cái nội dung phương thức hoạt động để chăm lo tốt hơn cho người lao động. Và tôi cũng mong rằng 10 đồng chí được nhận giải thưởng năm nay tiếp tục phát huy những cái kết quả đã đạt được, đưa ra nhiều cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật hơn nữa để cái tính lan tỏa, không phải là 10 đồng chí mà nhiều đồng chí hơn nữa có nhiều cái sáng kiến làm lợi hơn cho doanh nghiệp cũng như là cho người lao động. Trong những năm qua, nhiều cán bộ công đoàn các cấp đã kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước các vấn đề liên quan đến việc làm, đời sống người lao động và tổ chức hoạt động của Công đoàn Việt Nam, nắm bắt tình hình việc làm, thu nhập, đời sống, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động và cán bộ công đoàn để xây dựng các chương trình, kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, chú trọng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của công đoàn, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, chăm lo bồi dưỡng để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, ý thức pháp luật của đoàn viên, người lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho người lao động. Trong số 10 cán bộ công đoàn được nhận giải thưởng Nguyễn Văn Linh năm 2024, Đồng Nai vinh dự có bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhận giải thưởng này. 2024, tổ chức công đoàn của Đồng Nai cũng định hướng cho mình cái nội dung để phát động trong 2024 nó phải thật sự là thiết thực và hiệu quả, nó gắn với lại các cái nhiệm vụ cũng như là công việc của từng cấp công đoàn và đặc biệt đối với lại người lao động cũng như là đoàn viên công đoàn với từng khu vực, lĩnh vực công tác và từng cấp, từng ngành và đặc biệt là đối với lại công đoàn cơ sở. Ngoài ghi nhận, biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc của 10 cán bộ công đoàn được nhận giải thưởng Nguyễn Văn Linh, 95 chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu toàn quốc cũng được biểu dương, khen thưởng. Các cán bộ công đoàn tuy khác nhau về tuổi đời, vị trí, công tác, thời gian gắn bó với tổ chức công đoàn, lĩnh vực, địa bàn hoạt động, nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là sự gắn bó, máu thịt với đoàn viên, người lao động. Lo, nỗi lo, vui, niềm vui của họ được đoàn viên và người lao động ủng hộ, tin yêu, được lãnh đạo các cấp tin cậy, đồng tình. Thưa quý vị, là một đơn vị chuyên cung cấp nguyên phụ liệu cho ngành may mặc Việt Nam, công ty phụ liệu Phú Cường đặt tại cụm công nghiệp Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã trở thành dự án đầu tiên đạt chứng nhận Lotus vàng theo hệ thống chứng nhận công trình xanh Lotus V3 cho công trình xây mới. Chứng nhận Lotus của công ty Phú Cường được ghi nhận cung cấp một hệ thống toàn diện các tiêu chí về tiết kiệm tài nguyên, sức khỏe và tiện nghi làm việc cho toàn thể người lao động. Việc đạt chứng nhận Lotus ở mức vàng cũng thể hiện cam kết của doanh nghiệp đối với chiến lược phát triển thân thiện với môi trường, góp phần vào mục tiêu biến ngành may mặc Việt Nam thành ngành công nghiệp bền vững. Công ty trách nhiệm hữu hạn phụ liệu Phú Cường thì được thành lập từ năm 2020.
Thì từ lúc thành lập thì công ty chuyên về các sản phẩm phụ liệu cho ngành may mặc, chủ yếu là các loại về quần áo, ba lô, túi xách. Thị trường chính của công ty thì là tập trung trong nước. Thì ngoài ra từ năm 2024 thì công ty bắt đầu xuất một số đơn hàng đi các nước như là Bangladesh hoặc là Ấn Độ. Cùng với sự phát triển của ngành nguyên phụ liệu trong nước nói chung, công ty Phúc Cường luôn cố gắng cải tiến trang thiết bị máy móc, kiểm soát tốt hơn nữa quy trình sản xuất nhằm phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn, đáp ứng được các tiêu chí nhanh, đẹp, giá thành hợp lý. Tuy nhiên, để đi đến ký kết hợp đồng, các khách hàng thường xuyên có các chuyến thực tế tại nhà máy để tìm hiểu về môi trường làm việc của người lao động, thực hiện trách nhiệm xã hội, doanh nghiệp. Tại bây giờ có những dòng máy dây đai thì nó đang hoạt động tự động và có nguy cơ bị gọi là tai nạn lao động, nên thành ra phía bên công ty cũng có đào tạo cho công nhân mỗi 6 tháng một lần để gọi là đào tạo cái an toàn lao động, và trước khi vào ca thì cũng sẽ có sự nhắc nhở từ bộ phận gọi là tổ trưởng và kỹ thuật để các bạn được an toàn hơn, kiểm tra cẩn thận mối nguy rò rỉ của điện và những cái máy móc của mình trước khi hoạt động. Là doanh nghiệp sớm thành lập tổ chức công đoàn kể từ khi nhà máy chính thức đi vào hoạt động, công đoàn cơ sở công ty phụ liệu Phú Cường được Liên đoàn huyện Định Quán Đồng Nai đánh giá là đơn vị tích cực với mục tiêu chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ để đôi bên phát triển. Là đơn vị có nhiều giải pháp đóng góp cho hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức lao động trên địa bàn. Đối với đoàn viên nữ thì hàng năm, hàng tháng là đều có cái chế độ dành cho người lao động nữ. Còn đối với phụ nữ mang thai thì áp dụng theo cái chính sách của nhà nước là đối với phụ nữ mà khi mà họ vừa có thai thôi là đập giấy, thì bên công ty sẽ cho nghỉ theo chính sách quy định là về sớm một tiếng. Đối với phụ nữ mà sau khi sanh thì sẽ được đi trễ một tiếng và về sớm một tiếng. Nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành may mặc được chất lượng hơn, doanh nghiệp này đã đầu tư thêm phòng lab để phân tích mẫu, kiểm tra đánh giá, ngoại quan, các loại mẫu đạt chất lượng tốt nhất cho khách hàng. Với đội ngũ giàu kinh nghiệm và máy móc hiện đại, ở đó người lao động được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tổng hợp 6 tháng đầu năm 2024 so sánh với lại cùng kỳ 2023, thì về thu nhập thì bình quân người lao động tăng từ 15-20%. Thì đối với năm trước thì thu nhập ở mức khoảng 8 triệu rưỡi. Thì cho năm 2024 thì ở mức bình quân khoảng 10 triệu đồng. Riêng với lao động trực tiếp sản xuất luôn được động viên bằng các chương trình phúc lợi, chế độ thai sản cho lao động nữ, kỳ nghỉ dưỡng vào các dịp lễ Tết trong năm. Việc ở đây là phù hợp với lao động nữ, là việc nhẹ nhàng, thoải mái, đồng nghiệp thân thiện và vui vẻ, nhiệt tình trong công việc và hay giúp đỡ mọi người. Môi trường làm việc ở đây thì thoáng rộng rãi, anh chị em là công nhân làm việc rất là thoải mái. Còn thu nhập của mình? Giờ thu nhập thì ổn định. Đến nay, ngoài thực hiện tốt các chính sách với người lao động, doanh nghiệp còn nhận thức được vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn là sợi dây gắn kết ba bên trong quan hệ lao động, sao cho hài hòa và ổn định. Thưa quý vị và các bạn, trên tinh thần đổi mới, đoàn kết sáng tạo, Hội Cựu chiến binh thành phố Biên Hòa Đồng Nai đã xây dựng hiệu quả thiết thực 7 nội dung, 40 tiêu chí, 5 mục tiêu của phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024. Mùng 2 tháng 9 năm 1945, phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu thành phố Biên Hòa là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần cho cán bộ, hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân quyết tâm vươn lên, khắc phục khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo 5 mục tiêu thi đua giai đoạn 2019-2024. Đặc biệt, 5 năm qua, hội đã xây dựng tổ chức hội các cấp vững về chính trị, vai trò, vị thế của hội ngày càng được nâng cao, tiếp tục khẳng định là một đoàn thể chính trị xã hội uy tín, thành viên tích cực của mặt trận Tổ quốc, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân. Đối hội cựu chiến binh thành phố Biên Hòa trong năm vừa qua đã đạt được những thành tích tiêu biểu, xây dựng được 149 mô hình là tiêu biểu dân vận khá, dân vận khéo. Hai nữa là được là Trung ương hội là tặng 2
cờ thi đua, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của chiến binh gương mẫu trong giai đoạn 19-24. Đợt được là Ủy ban dân tỉnh tặng 11 bằng khen về thành tích hoạt động trong phong trào thi đua. Được Hội của chiến binh tỉnh là tặng 28 bằng khen về 6 chiến sĩ thi đua. Còn thành phố là tặng 247 giấy khen cho tập thể và cá nhân. Đó là thành tích của Hội chiến binh thành phố trong phong trào thi đua của chiến binh gương mẫu trong năm qua. Tại Đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu năm 2019-2024 có tham luận về chủ đề phong trào các cấp hội tham gia xây dựng đảng, chính quyền cơ sở. Qua đó, Hội cựu chiến binh cơ sở tham mưu cho cấp ủy đảng có nghị quyết chuyên đề xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn giao thông. Vận động tuyên truyền cán bộ hội viên giảm tiền thuê phòng trọ cho người dân, công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Phường Đông Bình hoạt động rất là tích cực, có nhiều các cái mô hình rất là hay, đặc biệt là cái mô hình cựu chiến binh tự quản sáng, xanh, sạch, đẹp. Thì riêng phường chúng tôi là trong từ năm 2019 cho đến 2024 là chúng tôi đã tổ chức được 14 tuyến đường cựu chiến binh tự quản sáng, xanh, sạch, đẹp và đã làm được là 6.500 mét đường và coi như vậy là đã làm các cái tuyến đường như vậy là đã đưa được 800 hoa 800 cái lắng hoa. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong hệ thống chính trị ở cơ sở, Hội cựu chiến binh thành phố Biên Hòa luôn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, ký kết các văn bản liên tịch, phối hợp hoạt động trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Qua thực hiện thì nhìn chung thì chúng ta có bước tổ chức triển khai và lãnh đạo tổ chức thực hiện sớm. Cho nên là cái công tác chuẩn bị được tiến hành một cách chu đáo, chặt chẽ, toàn diện và rất thiết thực. Qua đó thì thực hiện khi tiến hành đại hội thì chúng ta tiến hành đại hội rất là tốt và đúng các cái quy trình, các quy định đã hướng dẫn. Thưa quý vị, cũng trong năm qua, các cấp hội đã thực hiện phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm kinh tế giỏi, phát huy mô hình câu lạc bộ làm kinh tế hoạt động có hiệu quả, nâng cao đời sống hội viên, góp phần tham gia phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Đến nay, có nhiều cán bộ hội cựu chiến binh trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Ngoài công tác và phong trào của hội, các cựu chiến binh còn lập cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, cho hội viên. Kế đó, làm giàu bản thân và phát triển kinh tế, gia đình. Điển hình là cựu chiến binh Nguyễn Hồng Thúy. Sau khi rời quân ngũ, với nghề nghiệp sẵn có trong môi trường quân đội, gia đình bà đã thành lập doanh nghiệp sản xuất cơ khí chính xác trong khu công nghiệp với công suất 40 tấn một giờ. Nhờ có những cái kỹ thuật sáng kiến cải tiến nên là gia đình tôi đã dần dần đã ổn định được kinh tế và có một phần thu nhập để đảm bảo trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Không chỉ thế, trong thời gian bùng phát dịch COVID-19, bản thân cựu chiến binh Nguyễn Hồng Thúy còn vận động gần 2.000 ký gạo, 6.500 khẩu trang, huy động đóng góp trên 100 triệu đồng và hàng trăm phần quà, gồm các nhu yếu phẩm, kịp thời hỗ trợ cho hội viên và nhân dân khó khăn giữa đại dịch. Ví dụ như ngày 27 tháng 7 và những ngày lễ Tết, Tết nhân ái các thứ là gia đình tôi đã ủng hộ mỗi một suất quà 200.000 đồng nhân với 200 suất, mỗi một lần ủng hộ khoảng tầm 40 triệu đồng. Còn nhiều những cái mặt hàng kinh doanh mà để phục vụ cho sản xuất thì gia đình tôi đã làm rất là tốt theo cái kỹ thuật và chế tạo của những cái sáng kiến mới của mình học hỏi trên thương trường. Riêng bản thân và gia đình của nữ cựu chiến binh này còn nhận thức được rằng người làm doanh nghiệp phải tích cực hỗ trợ bà con nhân dân trong khu phố. Trước hết, hội viên cựu chiến binh trong chi hội để cùng nhau thoát nghèo, đồng thời tích cực tham gia công tác xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa.
Quý khán giả vừa theo dõi chuyên đề Người lao động trên kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.